Barney, cậu đã sẵn sàng xem phim chưa? Luôn luôn nha, kẹo này sẽ đủ trụ cho đến hết phim đó. Xin chào, bé của hai cậu đâu? Đây là của mình nè. Và của mình đây. Cấm mang kẹo. Đồ ăn vặt của mình mà. Và cấm mang động vật luôn. Thô lỗ quá đi. Ra khỏi rạp chiếu phim ngay. Ồ, vẫn còn một cái kẹo Chupa Chups nha. Chuyện gì đang xảy ra thế? Kẹo Chupa Chups từ trái đất. Mình đã không có chúng trong một thời gian rồi. Nhìn xem quý ngài đây để lại gì. Chà, một cuốn sách siêu năng lực. Vé của mình đây. Đồ ăn vặt không được phép mang vào. Hương vị yêu thích của mình. Cậu phải trả giá. Mình gửi anh chàng ở đâu ta? Có thể để bay xung quanh một chút. Điều đó sẽ dạy cho anh ta một bài học. Đủ rồi. Gì thế này? Chà, tụi mình có một ý kiến này nè. Siêu tốc độ là sức mạnh mà chúng ta cần. Bỏ qua nó đi. Mình sẽ thử vài động tác đơn giản. Nạp điện và chạy nào. Mình nên ăn gì đây ta? Nè, cái gì vậy? Ai để lại tiền thế này? Mình trở lại rồi đây, cùng đồ ăn vặt nè. Giờ là thời gian cho phim. Mình sẽ cõng cậu nha. Sẵn sàng chưa? Đi nào. Có gì đó trục trặc rồi. Người anh em, mình xuống đây. Wow. Ủa, quần của mình đâu? Ngưng lại mau. Có vẻ như quá nhanh rồi. Dừng lại. Đôi giày thể thao tội nghiệp của mình. Tất cả là tại cậu đó. Bảo vệ không chú ý kìa. Mình sẽ giấu Skittles. Xin chào nha. Vé của mình nè. Đây là gì vậy? Găng tay người khổng lồ xanh á. Mình yêu anh ấy. Mời vào. Học hỏi đi nha. Loki là người biến hình. Đây là những gì chúng ta cần nè. Một điệu nhảy nghi lễ. Siêu năng lực của Loki biến mình thành bảo vệ. Yeah, cậu có thấy điều đó không? Mình làm nó đó. Tuyệt vời. Nào, mình gần như quên mang kẹo theo luôn. Peter. Ai trong số là anh em của mình đây? Mình nghĩ là người này. Đi thôi nào anh bạn. Đây là cái gì? Chúng ta đã làm được rồi. Kẹo nè. Còn anh ta? Bạn Hiền, chúng ta thành công rồi. Nhận lấy này. Tất cả là lỗi của cậu.
Làm thế nào mà cậu lại nhầm lẫn được chứ? Mình nghĩ ra rồi nè. Mắt laser. Mình hết bỗng ngô rồi. Đã đến lúc sử dụng siêu năng lực của mình rồi nè. Chà, cảm ơn người anh em. Bây giờ đến lượt anh ta. Đôi giày nói lên sự vất vả của người bảo vệ. Phản đòn. Ngại ghê. Đây là lý do tại sao mình đánh bóng giày. Cây búa của thần sấm. Cái này sẽ có ích đây. Triệu hồi búa. Một nhiệm vụ khá khó khăn. Búa, búa ơi, hãy đến đây với ta. Hoạt động rồi đó. Tại sao cậu lại đứng ở đây? Mình không thể rửa sàn nhà được. Di chuyển mau lên. Sao có thể? Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu nha. Không có chi, của cậu đây nè. Mình uống quá nhiều soda rồi. Sao cũng được, mình đang xem mà. Phải vào toilet liền thôi. Mình không muốn lỡ kết phim tí nào. À, có cách rồi nè. Mở cánh cổng vào toilet. Ồ không, yêu ơi. Cuối cùng mình nên chọn gì đây? Cô nàng sao mà vào được chứ? Cậu không thể vào trong. Ích kỷ quá. Chúng ta có nên giúp đỡ không? Có một ý tưởng này nè. Mình tham gia. Mở cánh cổng ra. Anh chàng đã làm được. Bước tiếp theo. Xin chào. Đây là vé của mình. Và không có kẹo nha. Mình vào được rồi nè. Đã đến lúc mở cánh cổng khác. Sẵn sàng chưa? Để mình giữ cậu. Nào nào, đồ ăn nhẹ tới đây. Cấm mang kẹo. Cậu không được vào trong. Chờ đã. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Các cậu à, lẹ đi. Mình trụ hết nổi rồi nè. Thì ra là vậy à. Các cậu đang cố qua mặt mình. Mệt hả? Để mình giúp cậu nha. Cảm ơn nhiều luôn. Bộ phim này thật nhàm chán mà. Có vẻ như mình không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Phải thay đổi thôi. Vâng ơi, mở ra. Pepsi, không thích hợp cho lắm. Mình cần cái điều khiển TV. Ừ, sao cũng được. Một cánh cổng khác. Nào, bây giờ mình có thể chọn cái gì đó thú vị hơn. Xin chào. Chỉ cần trả lại điều khiển khi cậu xem xong là được. Cố lên nhện con. Vé của mình nè. Cấm ăn vặt. Được thôi. Dù sao thì mặt nạ cũng khiến mình ăn không thoải mái. Vào đi.
chào anh bạn. Kẹo đâu rồi? Đến liền đây. Tơ nhện của mình đặc biệt hơn là chỉ bắt kẻ xấu thôi. Sao cậu ta tạo ra mạng nhện được vậy? Dễ mà. Làm như thế này bằng tay của cậu nè. Sau đó là... Không, cậu phải học cách uốn cong các ngón tay của mình. Ồ, muộn quá rồi. Bộ phim đã kết thúc. Mình phải về nhà thôi. Anh chàng người nhện trong phim đã làm được điều này. Gì thế này? Là bạn đó à? Đưa cuốn sách đây. Nó không ở trình độ của cậu đâu. Mình sẽ dạy cho cậu một bài học. Nó sẽ giúp cho họ